Thì hiện nay thì có rất là nhiều cái dòng vitamin E ở trên thị trường. Thì biết sử dụng cái dòng vitamin E nào cho nó hiệu quả. Thì trong video ngày hôm nay thì em xin được chia sẻ cho các chị những cái dòng vitamin E tốt nhất ở trên thị trường. Mời mọi người cùng dành thời gian lắng nghe. Thì thị trường hiện nay thì có rất là nhiều dòng vitamin E đến từ các thương hiệu khác nhau, từ Mỹ, Úc, Nhật và Nga. Thì hôm nay thì em xin được làm cái video này chia sẻ cho các chị về những dòng vitamin E mà em thấy tốt nhất và nhiều khách hàng tin tưởng nhất. Thì bây giờ cái video này xin được đánh giá từ cao cho đến thấp. Đầu tiên xin được kể đến là cái dòng vitamin E của Blackmore. Dòng này được chiết xuất từ tinh chất dầu hoa anh thảo, có hàm lượng khá là cao. Một viên vitamin E này hàm lượng là 670mg. Đây ạ. Một hộp này thì gồm 30 viên vitamin E tự nhiên. Mọi thông tin các chị nhìn thấy ở đây ạ đều bằng tiếng Anh đúng không ạ? Có mã vạch của sản phẩm này, chia sẻ số lô và hạn sử dụng. Hạn sử dụng cái sản phẩm mà em đang cầm trên tay là tháng 16 tháng 7 năm 2023. Đây là cái hạn sử dụng khá là dài. Đây ạ, mọi thông tin ở trên nắp hộp. Cái vitamin E của Blackmore này tại sao nó lại cao cấp như vậy? Vì nó được chiết xuất từ tinh chất dầu hoa anh thảo, nó phù hợp với cả nam và nữ. Đặc biệt là nam giới sử dụng cái dòng E này thì không lo ngại các vấn đề là tuyến tiền liệt, u tuyến tiền liệt hay là các vấn đề về yếu sinh lý. Nhưng sử dụng những cái dòng vitamin E từ đậu nành, và những cái chị mà bị u xơ, u nang thì không được sử dụng cái vitamin E từ đậu nành, nên lựa chọn cái vitamin E Blackmore này được chiết xuất từ tinh chất dầu hoa anh thảo thì rất là hiệu quả. Sản phẩm thì có hàm lượng vitamin E khá là cao. Khách hàng bên em sử dụng loại này thì phản hồi khá là tốt và sử dụng lại rất là nhiều. Dòng sản phẩm thứ hai mà vitamin E em được kể đến ở đây, đấy là dòng sản phẩm vitamin E đến từ hãng Natumed, là một trong những cái dòng thực phẩm chức năng khá là cao cấp đến từ Mỹ. Một viên vitamin E này có hàm lượng là 180mg. Đây thì em đưa gần để cho mọi người nhìn chi tiết về cái dòng sản phẩm vitamin E của Natumed. Thì mọi cái thông tin ở trên này thì đều bằng tiếng Anh hết, có mã vạch của sản phẩm, hạn sử dụng. Sản phẩm này thì có hạn sử dụng là tháng August là tháng 8 năm 2024. Đây ạ, các chị cùng nhìn ạ. Dòng sản phẩm thứ ba mà em được kể đến đấy là sản phẩm Ekidlin của Mỹ, 180mg. Sản phẩm này thì mọi người rất là trầm trồ đúng không ạ? Vì là các loại E khác thì có 30 viên, có 100 viên, mà cái dòng này hẳn 500 viên. Thì đây nó là cái sản phẩm khá là phổ biến ở trên thị trường. Một hộp là 500 viên, các chị sử dụng trong một thời gian khoảng tầm 8 tháng thì mới hết lọ này. Và mỗi một viên này có hàm lượng là 180mg, được chiết xuất từ đậu nành. Sản phẩm này thì không phù hợp với là các chị bị u xơ, u nang hay là nam giới gặp các vấn đề về tuyến tiền liệt hay là yếu sinh lý. Một sản phẩm thứ ba nữa thì nhìn rất là sơ sài nhưng mà chất lượng khá là tốt. Đấy là sản phẩm vitamin E đến từ DHC, một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Một viên này thì có hàm lượng là 301,5mg. Một gói như thế này là gói 60 ngày thì có trọng lượng là 60 viên. Đây là hàng nội địa của DHC. Mọi thông tin ở trên sản phẩm thì đều bằng tiếng Nhật. Đây là hàng nội địa, có mã vạch của sản phẩm đấy ạ. Và hạn sử dụng đấy ạ. Tháng 2 năm 2022. DHC.co.jp. Đấy là trang web trực tiếp của hãng, mọi người có thể truy cập vào để xem. Nhưng về tiếng Nhật thì bản thân em cũng không thành thạo lắm, nên là mọi người chỉ biết rằng là DHC nó là một trong những hãng nổi tiếng, và hàng này là hàng cao cấp, nó cao cấp hơn cả Shiseido ở bên Nhật, nên là mọi người yên tâm khi sử dụng. Và hai cái sản phẩm là vitamin E đỏ của Nga này thì mọi người chắc là biết đến khá là nhiều. Có những người thì biết đến cái dòng Mizola và có người biết đến dòng Gentiva. Em chia sẻ đây là hai hãng khác nhau nhé. Có nhiều chị là liên hệ bên em nói là em ơi, nó là một hãng hay là hai hãng khác nhau, thì em chia sẻ video đây là hai hãng khác nhau. Một lọ vitamin E của Mizola này thì nó có hàm lượng là 270 viên, một hộp này thì có trọng lượng là 30 viên, mỗi viên là hàm lượng là 270mg. Đây có thông tin bằng tiếng Nga. Hộp này là hộp nhựa, nắp màu đen. Còn dòng Gentiva thì sao? Gentiva thì lại hộp nắp trắng. Lọ này là lọ thủy tinh, cầm nặng tay hơn. Hạn sử dụng là tháng 9 năm 2021. Đánh giá hai cái dòng vitamin E này thì em đánh giá cái dòng
Gentiva này cao hơn. Vì là thứ nhất là cái hàm lượng của nó 400mg, gần như gấp đôi rồi. Và hai nữa là cái chất ở bên trong của nó, về nó được chiết xuất từ những cái chất của nó tốt hơn, cao cấp hơn cái dòng Mizola. Dòng Mizola là ngày xưa thì chị em sử dụng nhiều, nhưng mà hiện nay thì mọi người không sử dụng nữa, mà nó thuộc cái dòng vitamin E bình dân rồi. Cái dòng vitamin E Gentiva này ấy, thì nó có loại 100mg, 200mg và 400mg. Và cái dòng này thì nó được người sử dụng là tin tưởng nhất và sử dụng nhiều nhất ở cái dòng này. Và đây là cái hộp bên ngoài của nó để các chị biết. Chứ lại hỏi là cái này lại không có hộp à? Thì đây ạ, đây là cái hộp bên ngoài của cái lọ vitamin E Gentiva. Nhiều chị đang thắc mắc là vitamin E thì nó có tác dụng gì? Thì chị em chắc cũng tìm hiểu về vitamin E đối với sức khỏe đúng không ạ? Thì nó cực kỳ quan trọng, nhưng mà đối với chị em phụ nữ thì nó rất là cần thiết. Nên là chị em muốn có cái làn da nó mịn màng, tóc cũng được chắc khỏe hơn, giúp là giảm đi stress này, giảm đi cái lượng cholesterol ở trong máu, thì mọi người nên sử dụng vitamin E. Ngoài ra ấy, thì là vitamin E đối với chị em phụ nữ ấy, thì nó giúp là tăng cái độ tiết tố. Chị nào mà giảm ham muốn, lãnh cảm với chồng hay là với người yêu thì nên bổ sung cái vitamin E này đều đặn, thì chị em sẽ thấy có được nhiều cái sự khác biệt, tăng nội tiết, tăng ham muốn. Những cái lưu ý gì mà khi bổ sung cái vitamin E? Thì vitamin E này nó rất là tốt, nhưng mà chị em này không nên là quá lạm dụng. Em chia sẻ thật như vậy, chứ không phải là những cái nơi mà họ bán hàng họ nói là vitamin E nó thần thánh quá, nó bảo các chị uống nhiều, mua nhiều lọ, uống nhiều lần. Thì em chia sẻ là cái vitamin E này nếu mà uống quá nhiều, hàm lượng quá cao, cơ thể không hấp thụ được thì sẽ dẫn tới nó bị đào thải và nhiều khi là nó gây phản tác dụng. Ở độ tuổi ngoài 30 trở đi ấy, thì những cái biểu hiện lão hóa nó trở nên rõ rệt. Khi đấy thì cơ thể là cần cái lượng vitamin E hấp thụ nhiều hơn. Vì vậy là có thể là sử dụng cái dòng vitamin E có những cái hàm lượng cao hơn, nhưng mà không được sử dụng quá nhiều. Tùy theo cái hàm lượng vitamin E mà các chị sẽ bổ sung khác nhau. Ví dụ như là các chị sử dụng cái dòng vitamin E Kidlin này thì nó có cái hàm lượng của nó là 180mg, thì các chị có thể bổ sung là ngày từ 1 cho đến 2 viên. Nhưng mà nếu mà các chị sử dụng cái viên vitamin E Blackmore này, nó có hàm lượng là 670mg, thì khi đấy là các chị nên bổ sung một ngày chỉ cần một viên thôi ạ. Trung bình mà khi các chị uống các loại E, có thể là Kidlin hay Natumet hay Blackmore hay E Nga của DSC của Nhật, thì các chị chỉ uống khoảng độ trung bình là uống ngày một viên là được rồi ạ. Và khi đấy thì các chị uống trong vòng 3 tháng, liên tiếp trong vòng 3 tháng, sau khi đấy nghỉ 1 cho đến 2 tháng lại tiếp tục sử dụng. Cái này thì tùy theo hàm lượng và tùy theo dòng E. Nếu mà các chị cần tư vấn cụ thể thì cứ liên hệ bên em. Dòng E nào thì bên em sẽ có hướng dẫn chi tiết về cách uống và cách sử dụng của dòng đấy. Em khuyên là các chị không nên lạm dụng vitamin E uống quá nhiều, mà nếu mà các chị muốn là cơ thể nó khỏe mạnh một cách toàn diện thì ngoài bổ sung các loại vitamin E uống bổ sung hàng ngày, thì các chị nên bổ sung cho em những cái dòng sản phẩm thực phẩm chức năng khác. Ví dụ như cái dòng sản phẩm là tinh chất đầu anh thảo, các chị nên bổ sung thêm những sản phẩm khác của Blackmore, hay là các chị nên bổ sung thêm những cái dòng sản phẩm là collagen đến từ thương hiệu Neocell, hay là collagen đến từ thương hiệu Rituri. Ngoài ra thì các chị nên bổ sung thêm những dòng sản phẩm khác, ví dụ như là Omega 3 360 của Natumet, hay là cái dòng sản phẩm là sữa ông chúa của Royal Jelly này, 1000mg. Thì như vậy thì cơ thể chúng ta được bổ sung một cách toàn diện, tránh trường hợp lạm dụng quá nhiều vitamin E dẫn tới là hiện tượng là cơ thể sẽ bị đào thải và gây lên là những cái tác dụng phụ nó không mong muốn. Một cái băn khoăn của khá nhiều người là các dòng vitamin E này trên thị trường rất nhiều và có xuất hiện cả hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Vậy thì là mua cái vitamin E này chuẩn thì ở đâu? Như các chị biết rồi, cái dòng vitamin E của Mizola này thì ở trên mạng đang bán là 90.000 ba hộp, 30.000 một hộp. Cũng một dòng vitamin E khác của Blackmore 30 viên nhưng lại bán giá từ 300 cho đến 400.000 một hộp. Vì vậy thì các loại E có giá cả khác nhau và chất lượng khác nhau.
Nên là các chị mua ở những cái nơi mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hay là những cái nơi bán hàng uy tín thì mới mua được hàng chuẩn, hàng chất lượng. Tránh mua những sản phẩm trôi nổi ở trên thị trường. Nếu mà các chị có những cái băn khoăn cần tư vấn về vitamin E này thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên em Hoa Beauty theo số điện thoại là 0985 229900, hoặc là các chị truy cập vào website là hoabeauty.vn. Cái video vừa rồi thì khá dài, thì em cũng cảm ơn các chị đã dành cái thời gian lắng nghe cái video đến thời điểm bây giờ và ủng hộ Hoa Beauty trong cái thời gian vừa qua. Các chị hãy ấn like, ấn theo dõi kênh để cập nhật những cái video mới nhất về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Hẹn gặp lại các chị ở những cái video tiếp theo.